Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì là ngày 28 tháng 8 năm 2018. Một ngày rất là nhiều tám và rất là đẹp. Tôi cho rằng ngày hôm nay quá tuyệt vời. Và thật là hạnh phúc thì cũng là vẫn như truyền thống mọi khi của Tokyo Camera thì chúng tôi luôn là những người sở hữu các thiết bị công nghệ mới nhất. Đặc biệt là chiếc Mavic 2 Pro này đang đặt trên bàn đây. Vâng, và hiện nay thì Tokyo Camera chúng tôi sẽ tiến hành live stream đập hộp so sánh chiếc Mavic Pro 2 này với cả các thiết bị đời trước để các bạn có thể thấy được là cái sự đột phá của Mavic Pro 2 mà cả thế giới đã mong chờ, không chỉ là thời gian gần đây mà có lẽ là chúng ta đã chờ thiết bị này rất lâu rồi. Tôi nghĩ là 2 năm kể từ khi mà chiếc Mavic Pro ra mắt. Thì ngay sau đây thì chúng tôi sẽ tiến hành đập hộp chiếc Phantom Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro. Đấy đấy. Thì tôi đang nghĩ về một thiết bị mạnh mẽ như Phantom 4 Pro. Vâng. Chờ Lý Đao kiếm đâu nhỉ em ơi? Cho anh cái đao để rạch cái. Vâng. Một chiếc đao truyền thống của Tokyo Camera. Ok, mở hộp. Thôi để hiệu quả thì anh nghĩ là chúng ta vẫn phải nên dùng cái con dao thôi. Ok ok. Rồi. À vâng. À, ok. Cái này sẽ phải mở hai lớp. Chúng ta sẽ phải mở hai đầu. Đóng gói rất là tinh tế như là MacBook vậy. Cách đóng gói này thì như iPhone và MacBook. Tôi sẽ rạch hết. Ok. Được một lớp ở đầu rồi các bạn ạ. Rồi, ok. Giờ đến ở đuôi nào? Ở đuôi nào? À đó, bởi vì ở đuôi thì nó còn có cả một cái dấu siêu nhẹ ở trong nữa. Đó là một cái Open, có chữ Open. Chữ Open ở trong nữa đây. Tôi sẽ để okay. Cho các bạn nhìn thấy rõ có một chữ Open đây. À. Thì chúng ta muốn Open nó ra thì là à không, nhưng dốc ra được. Dốc đây này, dốc này. Dốc luôn. Giống bài dốc này. Đúng rồi, giống bài dốc như vậy. Đấy. À, đặt sang đây. Ô, không nên gặp vậy. Đấy. Không nên gặp như vậy. Ok. Ok. Còn quá nhá. Đây, đóng đao vào đã. Đây, chúng ta mở nha. Đây. Rồi. Đây. Anh còn nguyên siêu nha. Mavic 2 Pro vẫn còn nguyên siêu. Và cái chỗ này thì cũng chúng ta cũng cần phải rạch. Cho phép rạch nha anh em nhá. Rạch nha. Có rất nhiều quả thận cảm thấy là nhói đau ấy. Ây da. Rồi. Ok em ơi, mở đi em ơi. Nào. Cho phép tôi được mở cái sản phẩm này ạ. Đây. Tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy là cái vỏ của Mavic 2 Pro đã được màu khác biệt đấy. Và có lẽ là nó là sự pha trộn của màu của Mavic Platinum và màu của chiếc Mavic Pro đời đầu tiên. Rồi. Trong đây ạ, chúng ta sẽ có đây siêu phẩm của chúng ta. Siêu phẩm chiếc Mavic Pro 2 để tặng ở bên này. Đặt xem chúng ta xem vào trong hộp sẽ còn những cái gì nào. Chưa Mavic Pro. Trong hộp còn gì nhỉ? Đây là cáp sạc này. Cáp sạc. Còn chiếc hộp của tôi đang cầm đây thì là cái sạc của chiếc Mavic Pro. Chiếc sạc này thì tôi nhìn qua tôi đã thấy là thiết kế giống như là sạc của Mavic Air, rất là mềm mại. Nó không còn là cứng cáp như chiếc Mavic Pro đời đầu nữa. Có một chút khác biệt. Đây. Có một chút khác biệt. Chút khác biệt ở đây là cái cáp để sạc tay điều khiển thì chúng ta đã không cần phải tháo rời ra nữa mà nó đã nằm sẵn ở trên này rồi. Đặc biệt rồi. Tí chúng ta sẽ nói rõ hơn, ok. Đồ đó. Chúng ta có thêm ở đây là gì ạ? Là cánh. Đây và còn một chút các cái thứ gọi là rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Nó là hướng dẫn sử dụng. Và có lẽ là chúng ta cũng không cần đọc vì là mọi thắc mắc của các bạn thì sẽ được chúng tôi giải đáp. Vâng, và nhân vật chính của chúng ta đây. Chính đây là chiếc Mavic Pro. Chiếc Mavic 2 Pro. Vâng, phải nói là cái cảm giác đầu tiên của tôi ấy cầm trên tay thì chiếc Mavic 2 Pro này có trọng lượng nặng hơn chiếc Mavic đời đầu. Đấy là ngay khi tôi cầm lên tôi đã cảm giác như vậy rồi. Đúng rồi, chính xác là như thế. Chính xác là nó nặng hơn nhưng mà không sao. Thời lượng pin của nó vẫn rất là ổn định. Nó lên tới là 31 phút. Các bạn nhìn qua thì cái ngôn ngữ thiết kế của nó cũng vẫn rất là giống cái con Mavic Pro đời đầu. Có nghĩa là cái cách xếp cánh. Đây, khi mà mở ra chúng ta sẽ phải mở hai cánh đầu đằng trước ra trước. Cánh sau chúng ta gập xuống dưới. Đó. Pin à? Wow. À, cục pin này dày hơn. Cục pin này dày hơn. Nhưng mà hơn nhiều. Nhưng mà dung lượng thì không tăng là bao nhiêu đúng không? Dung lượng không tăng là bao nhiêu? Dung lượng của con này là 3850 mAh.
vậy là dung lượng của Mavic Pro đời 1 thì chỉ là 3830 mAh. Sẽ nâng lên thêm 20 mAh nữa. Không đáng kể. Nhưng mà đây tôi thấy là công suất pin của nó cao hơn. Công suất nó có thể đẩy cái trọng lượng này lên hơn. Và theo DJI nói thì tuy là dung lượng pin không cao hơn là bao nhiêu, nhưng mà cái thời gian bay của Mavic Pro 2 theo nhà sản xuất nói là bay được 31 phút. 31 phút trong điều kiện lý tưởng, tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Như vậy là hơn tận 4 phút so với chiếc Mavic Pro Platinum. Như vậy là có lẽ là đây là cải tiến trong động cơ. DJI cũng có nói là sự cải tiến kết hợp giữa động cơ và pin. Cải tiến tiếp theo mà tôi nhìn thấy ở đây thì chúng ta đã không còn cái đèn báo trạng thái pin, 4 cái đèn ở dưới này nữa, giống như Mavic Pro nữa, mà chắc chắn là nó sẽ đưa vào trong cái hình tròn này. Cái hình tròn nằm ở giữa cái nút bấm pin này. Bây giờ là cái cổng pin nó đã đưa đằng sau rồi này, nó không giống đằng trước nữa. Đó. Rồi tôi xin phép lắp lại như cũ nhé. Không ngược chân kết nối pin. Quên lâu chưa bao giờ được cầm một con này. Đấy, cái cơ chế mà tháo pin ra và tháo pin vào nó vẫn giống với Mavic Pro. Các bạn có thể thấy ở đây ạ, cảm biến bên trên nó lần lượt khá là đáng tiền đấy. Với những anh em mà muốn bay trong nhà thì bây giờ chắc cũng không phải lo lắng nữa. Cảm biến đằng bên trên đó. Ô, cảm nhá. Biến ngang Linh ơi, có một chi tiết là rất đặc biệt là như này, tức là cái cảm biến ngang và cảm biến sau. Cảm biến sau thì chúng tôi nhìn thấy một số cái ảnh rò rỉ từ trước đó rồi, nhưng mà cảm biến ngang của chiếc Mavic Pro này thì quả thật là to hơn những gì chúng ta tưởng tượng, to hơn. Mà không những thế, có hai cảm biến sau nữa. Chúng ta có tận hai cảm biến ở đằng sau, từ trên và dưới, hai cảm biến đằng sau, hai cảm biến ở ngang hông. Cái cảm biến hoạt chống va chạm phía trên này chúng tôi đã xem những cái clip review của những cái vlogger nước ngoài được DJI người ta gửi đón trước, thì chúng tôi thấy có những cái cành cây các thứ là Mavic Pro không nên lên nữa và sẽ đứng im tại chỗ như thế. Đó. Như vậy thì thực sự là hiệu rất quả để anh em không bị chạm trần nữa. Rất nhiều pha chạm trần mà chúng tôi đã ghi nhận ở Tokyo rồi. Khá nhiều pha chạm trần. Thậm chí là chỉ mới 30 phút sau khi active thì đã có một pha chạm trần và dẫn đấy là tai nạn rất là đáng tiếc. Thì bây giờ chúng ta không phải lo vấn đề. Vâng, khẳng định là như vậy. Tất nhiên thì trong thời gian tới thì vẫn cần phải thử nghiệm nhiều hơn. Ở bụng của chiếc Mavic Pro 2 các bạn sẽ thấy. Có thể là cũng không nhìn kỹ lắm. Tuy nhiên thì bụng của chiếc Mavic Pro 2 thay đổi khá nhiều so với Mavic Pro 1. Điển hình là chúng tôi sẽ thấy hai chiếc đèn LED ở dưới bụng. Điều này cho phép là khi hạ cánh hoặc khi chúng ta bay ở trên trời có thể nhìn rõ phần bụng của chiếc Mavic Pro 2 hơn. Và hai cảm biến chống va chạm của Mavic Pro bằng hình ảnh thì to hơn thế hệ cũ. Và cái cảm biến ultrasonic rất nổi tiếng trên Mavic Pro 1 thì hiện nay là trên Mavic Pro 2 tôi không thấy. Thay vào đó là một cái cụm cảm biến mới rất là đặc biệt. Chúng tôi cũng chưa hiểu đây là cơ chế của nó, nhưng mà có lẽ là DJI đã cải tiến thì sẽ phải khác biệt. Tuy nhiên thì toàn bộ về tổng thể thì phần bụng chắc chắn hơn. Những cái cảm biến này thì tôi được biết như DJI công bố thì cái tầm hoạt động của nó thì sẽ xa hơn so với cái cảm biến của con Mavic Pro đời đầu. Nghĩa là chúng ta sẽ có một cái những cái cảm biến mà giúp cho cái máy bay của mình an toàn hơn rất là nhiều. Đó. Rồi. Anh bây nghĩ giờ là chúng ta phải sạc pin bởi vì là pin. Chút nữa thì chúng ta muốn bật thử. Mà chiếc này thì tôi kiểm tra là hiện nay từ nhà sản xuất về là nó hết pin. Đội trợ lý thì sạc giúp tôi cái viên pin này cái. Tiếp tục đến phần quan trọng nhất mà mọi người vẫn rất là quan tâm, đó là chiếc gimbal của Mavic 2 đã chứa một cái cảm biến 1 inch và của Hasselblad. Tất nhiên rồi thì chúng ta chưa quan tâm vội nó gồm những cái công nghệ gì trong đó, nhưng mà điều đầu tiên thì tất nhiên là nó phải to hơn. Đúng rồi. Linh có thể mở cái gimbal cover ra. Phần này là phần đặc biệt nhất, phần này là đặc biệt nhất của chiếc Mavic Pro 2 này. Tôi nhìn thấy nó khá là to đấy, mà không biết là cái cơ chế của nó như nào. Cái kết cấu của cái gimbal cover này thì đã được khác, làm khác và có vẻ chắc chắn hơn đúng không? Ok, trước khi đây các bạn có thể nhìn thấy nhá, cái gá gimbal ấy nó không còn tách rời ra như giống như con Mavic Pro nữa. Mavic Pro thì các bạn có một cái miếng nhựa hình tròn này, hình cầu này riêng và cái gá gimbal này riêng, nhưng mà ở đây thì chúng ta đã có cái này liền với nhau rồi đó. Nhưng mà anh em cẩn thận nhá, không là sau này mà gãy thì cũng khá là đắt tiền đấy. Các bạn không phải lo, vì gãy thì chúng tôi sẽ cung cấp cái sản phẩm thay thế. Đây, cảm biến 1 inch Hasselblad
chúng tôi thấy rất là to. Anh nhìn thấy không? Cái gimbal này nó đi sâu hẳn vào trong này. Cái gá, cái trục của nó. Toàn bộ cụm gimbal nằm sâu ở trong. Nằm sâu bên trong, kịch luôn. Cái cụm gimbal của Mavic Pro 1 thì thường xuyên là gặp các cái tai nạn rất là đáng tiếc khi mà rơi. Rất nhiều trường hợp là văng cả cụm gimbal ra một cách rất dễ dàng, bởi vì thực ra cái cơ chế thiết kế của Mavic Pro 1, cái cụm gimbal rất là mỏng manh, nhưng mà ở Mavic Pro 2 thì không còn cho phép điều đấy nữa, bởi vì cái cụm camera rất là to. Vì vậy là DJI thì họ đã thay đổi hoàn toàn cái cách treo gimbal ở trên chiếc Mavic Pro 2 này. Tôi có thể không thấy cái cáp gimbal đâu nữa, có nghĩa là cái build của cái này nó rất là chắc chắn rồi. Và tình trạng đứt cáp so với Mavic Pro ban thời đời đầu thì tôi nghĩ là nó sẽ không có nữa. Đây cụm gimbal của Mavic Pro đây, rất là nhỏ, gimbal Mavic Pro rất là nhỏ đây. Và tôi rút cái trục này ra. À đúng đây, rồi đấy, có cái nhìn đây, đối với Mavic Pro thì có khóa trục đây, to hơn rất là nhiều luôn đấy. Các bạn có thể qua Tokyo Camera chúng tôi vào những ngày tiếp theo để tận mắt chứng kiến cái con Mavic 2 này. Đấy. Wow. Đặt cạnh xem nào. Cạnh nha. Đặt cạnh đấy. Thì Mavic Pro 2 có vẻ dài hơn. Dài hơn và cao hơn. Gầm cao máy thoáng. Đấy. Đấy, còn các thứ là gần như là giống nhau. Mặt bụng thì khác biệt đấy, khác biệt hoàn toàn. Cái lưới tản nhiệt của Mavic Pro 1 thì ngày trước thì chúng ta rất là hiệu quả, nhưng mà tuy nhiên thì trên 2 thì tôi thấy là khác, họ đã thiết kế lại các cái lưới tản nhiệt, họ cho sang bên hông, DJI cho sang bên hông. Và đây có một điểm khác biệt nữa, trong khi chúng tôi cầm chúng ta vừa nhận ra, đó là Mavic Pro 2 có 24 đèn LED ở trên càng, 2 trước và 2 đằng sau. Bởi sao? Bởi vì chiếc Mavic Pro 2 đã bỏ một chiếc đèn đằng sau đít, đúng rồi. Thế nên là DJI thay thế bằng 2 chiếc đèn ở trên càng. Đó là lý do. Cái câu hỏi mà có thể nhiều anh em đang hỏi ở đây là camera của con này và con Mavic 2 Zoom. Đó, thì chúng tôi có cái thông tin ở trên trang chủ của DJI, nghĩa là sẽ có một cái gói gọi là camera gimbal replacement, thì có thể là sẽ cho anh em một cái cơ hội nữa để có thể thay được cái cụm camera này giữa cái con Mavic 2 Pro và con Mavic 2 Zoom. Nhưng mà cái giá của cái gói đấy và cái quy trình của nó thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa có thêm thông tin nào. Và cái thông tin đấy thì sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong những cái bản tin tiếp theo trên cái page Tokyo Camera của chúng tôi. Tạm thời để con Mavic 2 Pro lại đây. Mình gặp vào cái nhỉ? Đúng rồi, gặp vào. Chúng ta nói về điều khiển. Điều khiển của chiếc Mavic Pro 2. Điều đầu tiên là khác màu đó. Điều đầu tiên là khác màu, DJI phối màu giữa màu xám xi măng và màu đen, cũng không hẳn là đen tuyền. Tuy nhiên thì cầm trên tay cảm giác là hiện đại hơn. Và cái điều mà các bạn dễ nhận thấy nhất ấy là cái điều khiển của DJI Mavic 2 thiết kế joystick khá tương đồng với cả DJI Mavic Air. Đó là cái joystick chúng ta có thể vặn ra được. Và đây, tôi chưa thấy nó đâu cả, thì chắc chắn thì nó đã nằm ở trong này rồi. Đây, ở trong gầm các bạn sẽ thấy là chiếc joystick của chiếc Mavic Pro 2 đây. Chúng ta có thể vặn vào luôn, ok. Về kích thước thì... Kích thước thì chúng ta... Tương đương nhau, không thay đổi. Thiết kế vẫn xem vậy. Trước mặt trước, chúng ta có nút Return Home. Chúng ta có nút dừng khẩn cấp. Và có một joystick 5 chiều nổi tiếng. Và đương nhiên, đây là nút nguồn. Và màn hình vẫn giữ toàn bộ thiết kế so với Mavic đời đầu. Nhìn chung là không có gì khác biệt cả. Màu khác thôi. Ok, anten. Anten thì quả thực là tôi không thích cái màu này lắm, bởi vì cái anten này nhìn vào cái màu này trông có vẻ không được khỏe bằng cái anten đời trước. Nhưng mà các bạn đừng lo, tại vì DJI hứa cho chúng ta vào tương lai là chúng ta có thể sử dụng điều khiển của Mavic Pro đời đầu để điều khiển con Mavic 2 này. Thật thế sao? Đúng rồi. Nhưng mà cái công nghệ ở trên Mavic 2 ấy là OcuSign 2.0, còn Mavic 1 là 1.0. Đấy, có thông tin là được sử dụng nhưng mà sẽ trong tương lai, vì vậy là chúng ta sẽ có những cái giới hạn nhất định của okay. công nghệ của con đời đầu này. Ok, chúng ta cứ thử xem. Và cái sự khác biệt lớn nhất là tôi vừa nhận ra ấy, đó là ở bên hông bên phải của tôi thì là cái phần mà các cái chế độ bay. Thì trên Mavic Pro đời 1 thì chúng ta chỉ có hai chế độ bay thôi, một là Sport,
hai là normal thì tức là bay với chế độ GPS. Nhưng mà ở Mavic Pro 2 thì chúng ta có chế độ T, P, S. T thì là tripod mode. Tripod mode. Sẽ bây giờ DJI đã đưa cái chế độ tripod mode này vào tay cầm điều khiển luôn để chúng ta có thể gạt một phát là chúng ta có thể dùng được luôn. Đó. P thì vẫn là chế P độ là vẫn chế độ bình thường. Bình thường thôi đúng không? Caution. Còn S thì là sport cho rồi. Những anh em nào thích đua Mavic. Nghe nói thì chiếc Mavic 2 này có thể đạt tới 72 km/h mà trong một số điều kiện thử nghiệm thực tế mà thuận chiều gió thì có lẽ là chúng ta sẽ đi lên tới 80 km/h đấy. Được. Và chúng tôi rất là mong muốn là được thử chế độ đấy. Và thời gian tới thì nếu mà nhiều anh em ủng hộ thì chúng ta có thể là làm giải đua Mavic chẳng hạn. Đúng rồi, anh em sẽ chụp ảnh lại màn hình lại cái tốc độ bay cao nhất của mình. Đúng rồi. À, một cái thiết kế khác biệt của chiếc DJI Mavic Pro đó là cái ngàm, cái ngàm giữ điện thoại, cái ngàm giữ điện thoại này. Tôi nhận thấy là có hai cái vùng khuyết ở chỗ ngàm này. Nó giải quyết cái việc là khi mà chúng ta cắm một chiếc iPhone vào. Nhất là đối với cả iPhone bình thường thì chúng ta sẽ có một cái nút home ở đây. Thì đối với Mavic Pro đời đầu thì khi nó ngập vào nó sẽ không nó che mất nút home thì các bạn sẽ rất là khó ấn. Mà đặc biệt là với những người mà dùng iPhone X chẳng hạn thì rất là khó khăn, bởi vì là tràn viền thì chúng ta không thể vuốt được cái nút home từ dưới lên trên. Rồi. Nhưng mà Mavic Pro 2 thì xử lý vấn đề này rồi, là họ sẽ cho mình một nút khuyết ở đây. Kể cả người dùng iPhone 7 Plus như tôi là ấn vào là vân tay không nhận, tại vì nó không đủ. Còn về cơ bản thì vẫn vậy, chúng ta vẫn sẽ có phần loa thì tôi thấy phần tản nhiệt và loa ở đây lớn hơn. Loa dưới này hai loa và vẫn có một cổng USB to để chúng ta sử dụng với cả các cái thiết bị máy tính bảng hoặc là những cái thiết bị điện thoại mà cái cổng của nó đặt những cái vị trí mà rất là khó. Ví dụ như là Oppo là tôi thấy là cổng micro USB lại bị ngược lại so với bình thường. Samsung thì một Sony một vài dòng thì nó lại để cạnh máy. Đó, thì chúng ta sẽ phải dùng cái cổng ở dưới này. Rất nhiều anh em hỏi cổng dưới này dùng để làm gì. Đó. Mà muốn sử dụng cái cổng dưới này thì chúng ta sẽ phải tháo cái dây này ra. Đó, tín hiệu không truyền vào đây thì cổng ở dưới này chúng ta mới nhận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào những cái cải tiến bên trong của con Mavic 2 Pro này. Cảm biến thứ nhất là cảm biến này. Cảm biến này là cảm biến 1 inch. So với cái cảm biến 1/2/3 inch của con Mavic Pro nó lớn hơn. Lớn hơn đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ chụp đêm tốt hơn này. Cái giải nhạy sáng ISO khi mà chụp ảnh của chúng ta sẽ tăng lên. Vì vậy là con này bay đêm rất là ok, anh em sẽ chụp được những bức ảnh mà độ chi tiết rất là cao, ISO cao, nhưng mà xử lý hình ảnh vẫn rất là ok. Như tôi thấy ở đây là con Mavic Pro đời đầu là cảm biến của nó là 12 megapixel, nhưng con Mavic đời sau, đời 2 nó là cảm biến 20 megapixel. Rồi, 20 megapixel. Còn công nghệ đặc biệt của Hasselblad nữa. Chính xác. Cái thứ hai, như anh Lê anh đã nói từ đầu là cái công nghệ sóng OcuSign 2.0. Cái công nghệ này nó khác gì cái sóng OcuSign đời đầu? Thứ nhất là tầm sóng của nó xa hơn, nâng lên đến 8 cây số thay vì 7 cây số. Chỉ là một cây thôi nhưng mà nó rất là cải tiến rất là đáng kể rồi. Khác biệt đấy, thực ra là chúng ta cũng không mấy khi bay đến 7 hay 8 cây đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự ổn định trong khoảng 2 đến 3 km đầu thì nó là sự quan trọng nhất. Thì có lẽ là điều đấy thì DJI sẽ làm tốt. Tôi tin ở Mavic Pro, bởi vì thực ra là chúng tôi đã bay rất nhiều thiết bị của DJI rồi. Và phải khẳng định đến thời điểm trước khi Mavic 2 Pro ra mắt thì chiếc Mavic Pro 1 này vẫn là thiết bị mà sóng khỏe nhất trong tất cả các thiết bị của DJI mà chúng tôi bay. Tất nhiên là cho dòng con Summer, so sánh rằng Enterprise chẳng hạn thì nó là sự khập khiễng. Nhưng mà chiếc Mavic Pro đời 1 là cái sản phẩm mà sóng tốt nhất của dòng con Summer. Và đương nhiên thì chiếc Mavic Pro 2 vẫn thừa hưởng cái chuyện đấy. Thế nên là khi chúng ta bay trong các điều kiện phức tạp như ở thành phố có thể gặp các cái nhiễu sóng thì Mavic Pro sẽ đảm nhiệm tốt hơn cho vai trò, nhất là bây giờ cảm biến mô đinh nữa rồi thì quả thực là sóng khỏe nữa thì tất nhiên là các cái bức ảnh và đoạn video tôi nghĩ là các bạn sẽ không lo ngại gì mà sáng tạo hơn nhiều lần. Cảm biến 1 inch thì đồng nghĩa với gì? Hình ảnh là tốt hơn. Cả việc mà hình ảnh tốt hơn đấy nó thể hiện ở trên thẻ nhớ rồi là một chuyện rồi, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta là nhìn vào điện thoại này tốt hơn.
có nghĩa là như nào? Bây giờ sóng Okusa 2.0 đã truyền tín hiệu Full HD về tay điều khiển. 8 km Full HD thay vì 720p HD như là Mavic Pro đời đầu. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cái này nó rất là quý giá đối với cái việc mà sau này anh em có thể kết nối với những cái thiết bị như là kính Google. Chúng ta sẽ nhìn được Full HD. Nhìn Full HD luôn thay vì 720p. Cái này thì khi kết hợp với kính thì thực sự là sẽ hình ảnh kể cả điện thoại vô luôn cùng rõ nét, và điện kể cả coi như là chúng ta đã nhìn real time luôn đấy. Những cái pha mà chúng ta quay live để rồi là phục vụ công việc thì cái hình ảnh truyền về thì rất là giá trị. Pin thì có vẻ là đầy rồi, thì tôi muốn là có cái viên pin ở đây để không đáp được. Vâng. Viên pin thì không có nhiều đặc biệt, nhưng mà cũng nên nói ở đây đó là DJI đã bỏ cái hàng LED thông báo trạng thái của pin ở trên và thay vào đó là chiếc vòng tròn xung quanh nút nguồn pin. Chúng ta ấn vào thì nó sẽ có 4 phần 1, 2, 3, 4 tương đương với 4 cái đèn LED. Cái cách cải tiến này thì tôi liên tưởng tới cái việc mà khi Apple đưa cái cảm biến vân tay lên iPhone, nó cũng cảm giác cũng khá là hay và hấp dẫn, màu xanh rất là đẹp khi chúng ta ấn vào đây, nó cũng nhấp nháy. Vâng. Ngoài ra thì cái pin này sở dĩ làm sao nó lại to hơn bình thường, to hơn con Mavic kia, tại vì nó là pin 4 cell. À, pin 4 cell. Pin 4 cell thay vì pin 3 cell như là con trên con okay. Mavic Pro này. Mavic Pro đời 1 thì pin này chỉ là 3 cell thôi. Chúng ta có thể so sánh. Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Hơn nhau đúng cell luôn. Đây. To hơn hẳn luôn. Bảo sao rất là dày, bảo vì sao nó rất là 4 cell. Vì nó là 4 cell, ok. Thiết kế ngược lại, cái chấu của pin thì ngược lại so với đời cũ. Cái này thì DJI thay thế thôi, thì chắc là để cho thuận tiện hơn thì chúng ta cái này không thực sự quan trọng lắm. Em nghĩ là tại vì cái con camera này to nên là phải đút từ dưới này. Cũng là một cách. Cái đấy thì chỉ có DJI biết thôi. Đó. Cái tiếp theo mà nâng cấp ở trên con Mavic Pro 2 này là cái gì? Bitrate cao hơn. HDR video. Bitrate cao hơn và HDR. DJI nhắc đến HDR video thì có lẽ là cái phần này thì Linh có thể nói kỹ hơn về cái việc là HDR video là gì, mà 10 bit là gì? Thứ nhất là bitrate 100 thì nó sẽ giúp chúng ta là giữ chi tiết nhiều hơn. Nghĩa là ảnh sẽ không bị nhiễu hạt như là ở bên Mavic Pro 1 nữa. Và những cái pha có phải là những cái pha mà chúng ta bay nhanh ấy thì cái chi tiết nó được giữ lại tốt hơn. Rất là tốt. Cái thứ hai là tôi cho là thế. Cái 10 bit nó giúp chúng ta đến mức nào? Cái thứ nhất là anh em ở trên con Mavic đời đầu này nó sẽ hỗ trợ cái định dạng video là 8 bit, có nghĩa là chúng ta sẽ thu được khoảng 16 triệu màu. Nhưng mà trên con Mavic đời 2 này anh em biết là bao nhiêu? 1 tỷ màu. 1 tỷ màu so với 16 triệu màu. 1 tỷ màu. 1 tỷ màu. Ok, 1 tỷ màu. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đối với anh em làm phim thì đây là một cái nâng cấp rất là tuyệt vời. Đấy. Một nâng cấp quá đáng giá cho anh em làm phim. À đây, một thay đổi mà chúng tôi nghĩ là chắc chắn là phải có trên đây là cổng Type-C. Bây giờ thì mọi các thứ đều dùng Type-C rồi, không dùng Type-C là nghĩa là đi ngược lại. Đây, cổng thẻ nhớ đây, thẻ nhớ chúng ta sẽ lắp ở dưới này. Chúng ta sẽ biết là con Mavic 2 Pro này đã hỗ trợ bộ nhớ trong 8GB giống như con Mavic Air. Thì cái việc mà anh em quên thẻ nhớ ở nhà, nhiều khi mà tôi hay tháo ra tháo vào ấy, xong rồi đi quay mà hay quên thẻ nhớ ở nhà thì mình có thể an tâm được là vẫn còn 8GB. Quên thường xuyên. Chúng ta phải yên tâm là có 8GB bộ nhớ trong và có thể mở rộng thẻ nhớ lên 128GB. Còn bên này chúng ta có gì nhỉ? Đây, một cái nút linking. Bây giờ thì bấm bằng tay rồi. Bấm bằng tay rồi. Hồi xưa là chúng ta nếu mà phải bấm thì sẽ phải dùng cái que chọc SIM, nhưng mà bây giờ cái thiết kế này chúng ta phải bấm bằng tay. Đi vào phần mềm. Bay. Ok, bay lên á. Đội tổ thư ký là yêu cầu chúng tôi bay. Ok. Tôi sẽ active và bay luôn. Trong lúc này thì anh em nhớ cập nhật phần mềm DJI Go 4 của mình. Các cụ có hỏi gì các cụ hỏi tiếp đi ạ, tí bọn em trả lời. Active sản phẩm. Xin phép chuyển vinh dự active con Mavic 2 Pro này sang tài khoản ơ cao của Bá Linh. Bá Linh. Bởi vì là ơ cao của Hiệp thì đã bị lỗi. Chưa cập nhật.
cam của Mavic Pro 2 so với 4 Pro ra sao? Nguyễn Minh Tiến hỏi. Thời điểm này thì chúng tôi có thể khẳng định là gần như xem nhau. Tuy nhiên là Mavic Pro 2 vẫn thua kém một chút, phần nhỏ đó là khi chúng ta dùng 4K. Khi chúng ta quay ở chế độ 4K thì chỉ được 30 khung hình thôi. Và đối với 4 Pro V2 hoặc 4 Pro thì 4K chúng ta được 60 khung hình. Đây, chuẩn đấy. Đây, chuẩn Mavic 2 cấp chụp ảnh anh ơi. Chết rồi, quên chụp ảnh. Bỏ qua, rồi. Thôi sao. Không sao, không sao. Không sao, không sao. Ready to go. Từ từ. Ready to go. Rất là nét và chấm lấy nét rất là nhanh. Chúng ta có thể chấm và lấy nét rất là nhanh, khác biệt hoàn toàn so với cả đời 1. Đây là đội kỹ thuật của tôi. Đội kỹ thuật đẹp trai của chúng tôi. Các bạn có thể nhìn thấy không? Đây. Chụp thử để chụp thử một tấm bằng Mavic Pro 2 nhá. Để quay đây, để quay cam lên. Ok, đẹp trai. Diễn, action em ơi. Bộ nhớ trong. Đấy, bộ nhớ trong. À, có bộ nhớ trong, mày quá. Hay quá. Nhưng mà có bộ nhớ trong thì là DJI là không tặng kèm thẻ đâu đúng không? Sẽ không tặng kèm thẻ. 8GB mà, 8GB ở trong và đánh đổi với 16GB ở ngoài. Bây giờ chúng tôi sẽ khởi động. Anh em xe đoạn này đi, cái đoạn này rất là quan trọng này, cái đoạn này vô cùng quan trọng này. Khởi động này và cất cánh này. Xin phép tôi né một chút. Không, em không nên né bởi vì là nếu như mà có vấn đề gì thì em phải hứng. Ok rồi. Là một sản phẩm công nghệ đầu tiên tại Việt Nam và rất là đắt tiền, nhưng mà nếu mà có tai nạn xảy ra thì quả thật là đáng tiếc. Xin phép à. Em rất là em luôn, bạn nghe tiếng thì em chắc chắn là không rồi. Em ơi. Đang rất là đo. Đặt đo của anh em đo. Có nên là lên không nhỉ? Lên. Từ từ đã, không. Không, mình là người cẩn thận, cứ phải từ từ. Lên luôn. Mình cất cánh. Run, thực sự là run. Phải nói là tôi cất cánh hàng trăm con Mavic ở trong nhà rồi. Nhưng mà đối với chiếc Mavic 2 thì hơi run. Thôi anh em. Từ nhá. Hơi gần không anh? Không. Rồi. Thôi các chú cứ đứng đây để nếu mà có tai nạn thì bắt cho anh. Lên. 1, 2, 3, lên. Ô. Trời ơi, mưa thôi. Mưa thôi. Đây là Mavic 2. Mavic 2 Pro. Pro. Đây là Mavic 2 Pro anh em ạ. Cất cánh trong nhà, ngay từ đầu tiên luôn. Anh em nào mà muốn hỏi thì đi trước cất cánh trong nhà ấy. Thì tôi sẽ chia sẻ một cái live stream khác. Qua Tokyo anh em. Hoặc anh em có thể qua Tokyo để chờ. Mát. Nói chung là rất là ổn đúng không anh? Rất là êm. Nếu mà với Mavic Pro 1 ấy, thì khi mà tôi cất cánh như này thì tôi đảm bảo là các bạn sẽ không nghe cái tiếng tôi nói nữa. Nhưng mà chiếc Mavic Pro này quá là êm. Đây các bạn có thể thấy này. Hai cái đèn đằng trước màu đỏ và hai đèn đằng sau nháy màu xanh. Như vậy là chúng ta có thể quan sát được, chúng ta sẽ biết được đâu là đầu, đâu là đuôi của máy bay. Cái đoạn đấy là lúc đấy là chúng tôi cũng đang rối không có nghĩa là này là ok đấy, so với việc mà một đèn thì cái này ok hơn, rất biết là hướng của nó đằng đâu. Đang phải cái này, đang trái cái này. Vâng, nhưng mà cảm biến này như là chưa biết được chưa đâu. Chưa đúng không? Tại vì cảm biến anh em sẽ biết là cái cảm biến hai bên này nó sẽ chuyển động trong cái chế độ là xe có cốt và anh chính xác. Ok. Tôi cắt đuôi anh hạ cái đã để cho nó an toàn rồi đó. Biết rồi đấy, ok. Nghe xuống. Ui dồi ôi. Quá êm.